Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này trận cuối Liên Kim Cương cho các bạn xem nha. Quá dữ rồi đúng không? Trời ơi, trận cuối Liên Kim Cương. Quá dữ rồi, dữ quá trời dữ luôn rồi. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng các bạn thấy Quy có hợp lý không? Quy là auto win đấy, nhưng mà mình cảm giác nó không có được tự tin lắm vì vị tướng này bị giảm sức mạnh một chút xíu rồi. Hôm nay mình sẽ chơi con nào cho chắc ăn đi ha. Cứ ngậu khẩy mà vang. Đây, nó cứ gọi là mạnh vô đối luôn. Đánh khắp trên ngã không để chủ. Tiêu. Đây. Trận này là hơi căng đấy các bạn ạ. Các bạn biết sao không? Tại vì trận này là trận cuối Liên Kim Cương, đâm ra nó hơi căng một chút. Mình sẽ cố gắng chơi về vị tướng ngậu khẩy cho các bạn xem nha. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Ui giời, xoay kìa. Ui giời ơi, bỡ mồm chơi sồm luôn. Ê. Sao? Các bạn thấy sao? Đẹp trai không? Trời ơi. Cái đuôi của nó quắc cái kìa. Giờ nào ra đây mà láo nháo là lấy cái đuôi nó quấn vào cổ. Đó, xiết luôn, chết quéo con cua luôn. Ngon. Em mình lại không có tanh à? Thôi support rồi, tốt rồi. Mấy anh mấy chị không có tanh à? Chết em rồi. Khó rồi các bạn ạ. Khó của Nam Cường rồi. Chết. Ui ôi mít kìa. Thông thạo gọi là Việt Nam luôn à. Gắt thế. Quá dữ luôn rồi. Để xem bạn đã đi rừng nào. Nacarot kìa, hết hồn. Yeah. Mọi người thấy vị tướng cũng không bên bạn không? Trời ơi, sao là mình hợp nhau đến như vậy? Chết tôi rồi. Các bạn thấy không? Đó, mình là ví dụ mình là Ngộ Không đúng không? Bạn ấy cũng Ngộ Không đúng không? Đào tặc luôn, hệ sống nhau thế này người ta gọi là cặp đấy. Cặp đấy, bây giờ mình phải dắt nhau. Đấy, cặp này mình dắt nhau vào khách sạn nha. Đó, mới vô phát bước vô đóng cửa cái rầm. Đó, em về quá. Nó trời ơi. Thế là Ngộ Không bên kia là thôi. Ngộ Không nó thấy mình nói vậy cái nó kêu thôi xong đời. Thôi xong đời rồi kiểu như là mới vô cái đợt rầm. Em về quá nơi. Thôi xong đời rồi. Đậu xanh nó nuôi tôi mất đời luôn rồi. Đời trai của tôi quéo con cua này. Nghĩ thế là nó buồn cười các bạn ạ. Mới quên con cái đó là mình kêu là em về quá. Còn bên kia cái này thôi xong đời rồi. Thôi xong đời tàn rồi. Úi giời em vỡ mồm. Cái này gọi là thứ nào nó gọi là mạnh hơn thứ nào đúng không? Nó kêu là thôi xong đời. Thứ nào chịu cho nổi ở đây. Trời ơi nó mới vô mà nó kêu em phê quá. Thế này thì chắc cho em chết. Cái gì vậy lên mắt hả? Thế tư bạn lên mắt hả? Đúng rồi. Ngồi không bên kia nó núp trong bụi á. Cắm mắt đi. Anh em cắm mắt khắp mọi nơi đi. Mỗi người mua một con mắt tím nha. Hoặc là mắt xanh thôi. Nhớ cắm mắt bụi nhá. Đúng rồi. Nhớ cắm mắt. Giờ mới vào thôi là thấy gọi là khoái đó. Bắt đầu vui đó. Nó cướp bùa của em kìa chị ơi. Chị Payna ơi. Chết tôi rồi. Cái đầu xanh bên kia nó có Nacarot mà cuối cùng nó không canh bùa cho mình là thế nào? Cái gì vậy? Payna nó không định canh bùa cho mình luôn kìa. Ui trời ơi, chết tôi rồi. Căng quá các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Oánh con quái này nè má. Sao nó cứ giật chúng thằng ngáo đá vậy trời. Thôi xong, thế là em điều gì bên kia em ấy gọi là láo tét quá. Bạn ơi, bạn Payna ơi. Trời ơi, bạn có thấy con support người ta nó vào nó phá rừng mình không? Bạn bỏ mặc cái con AD đi. Lúc đầu mùa thì các bạn phải lên những bạn đi support thì các bạn có thể để ý kỹ những clip mà mình đi support nha. Các bạn để ý cách kiểu mình di chuyển nha. Đấy, lúc nào cấp 1 của mình cũng qua gọi là canh bùa. Không phải là canh bùa mà mình qua canh bùa tem bạn luôn chứ không phải canh bùa tem mình nữa cơ. Thế mà team nào mình cứ đây mà đánh thôi. Đậu xanh gặp đồng đội cho mình. Support nó cứ đeo theo AD ngay từ cấp 1. Thế tí nữa theo AD không được à? Đấy, này thì theo AD mà nó vẫn chết. Vãi cả lèo à. Thế là cuối cùng bây giờ mình bị mất con quái nhỏ luôn rồi. Không lên được cấp 4 luôn rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Mấy bạn support lưu ý kỹ nhá, cách di chuyển lúc đầu nhá. Không có phải là các bạn chơi theo cái kiểu gọi là ấy đâu. Nó không có dễ dàng đâu. Không có vai trò nào mà dễ dàng hết trơn ấy. Các bạn chơi support thì chơi có tâm một chút. Mình thấy nhiều bạn chơi chả có tâm mẹ gì. Cứ vào cái kiểu giống như là mày ép bố mày support rồi bố mẹ không chơi. Tao nhây cho mày chết. Đập vào đầu nè. Eo ơi ngủ khí ra nó tới. Eo ai ơi. Ai gì đâu ơi. Choáng kìa. Ôi trời ơi dễ ăn choáng quá cơ. Đấy thấy không? Em phê quá cái là ngủ khí bên kia nó tiếm mình nó quấn mình liền thấy không? Thôi xong đời rồi. Trời ơi này thì xong đời. Cho anh đời quéo con cua luôn đấy chứ. Đến 7 ngày 3 nhá. Một khi mà đã vào một cái làm bảo là không ra được. khoái liền. Úi dồi ôi tàng hình. Đập vào đầu đó. Này thì lì này. Lì cho ăn của mình này. Một gậy vào đầu này. Nhảy con này né choáng này. Đó đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Cứu tớ bạn ơi. Chúng ta mày ơi. Ôi trời ơi mày ôi chịu xanh. Này thì xong đời, đúng là xong đời thật coi là do nó bắn ra phát ngay đít. Trên quéo con cua sướng, sướng như con gan nướng luôn. Về về như con dê luôn. Ai không khoái liền. Thích không các bạn thấy thích không? Thích tứ đúng không? Đúng là cái tên nó nói lên tất cả. Em về quá. Thôi xong đời. Kiểu như là rồi xong rồi, gặp thứ dữ rồi, gặp cái thứ dữ như thế này là thứ nào chịu cho nổi đi trời. Gặp em gọi là maximum khoái luôn. À, không phải, kiểu như là mình gọi là quá máu luôn rồi đó. Rồi, một khi nó đã máu đừng hỏi bố cháu là ai nhá. Đấy, một khi nó có thai đừng hỏi ai là bố cháu nhá. Chắc chắn là thằng ngũ khỉ bên kia không ai hết trơn. Nó gọi là thôi xong đời luôn rồi mà. Ui dồi, đóng băng rồi kìa. Anh ơi, anh gì ơi, đừng để điếu thuyền nó hàm hiếp như thế. Nó làm như thế là em không thể chấp nhận được rồi đó. Đập nó, choáng nó, quýnh vào mông nó. Rồi em tới đây tàng hình. Đầu xanh của nó. Ngộ Không bên kia nó cứ leo ngoeo ra khu vực đường giữa làm cái gì nhở. Đấy, có gì thì cứ gặp em vào khu rừng mà gặp em chứ. Nó leo ngoeo ra đường giữa làm cái gì, đúng không? Em ở trong rừng cơ mà. Hay là nhìn thấy mình nó sợ mất tiêu ở đâu nó mới dám ra bay vào. Vô một cái là thôi xong đời luôn. Ai đồ ngốc. Đâu rồi. Có nhiều bạn đặt cái tên rất là bự ở nhây luôn các bạn. Thôi ăn quái cái đã. Mới vào mà cái đấy. Ui ôi nga con đốt em bạn kìa, nó ăn bùi xanh của tớ kìa. Không phải nó cướp con nhỏ con nhớ kìa. Nó cướp con bùi nhỏ của tớ kìa. Đấy nhá, bạn cướp bùi xanh của bùi đỏ nhỏ của tớ nhá. Bạn nhớ mặt nhau nhá. Qua nó cướp bùi xanh của nó các bạn ơi. À, bạn ơi, Dù Béo hay quá. Đập Ngộ Không bên kia quéo, đúng là sôi xong đời thật luôn rồi. Đời bạn ấy quéo càng luôn rồi. Nè, bùi xanh nó nè, vô quất nó. Cướp bông nhà nó. Cướp không cho nó để trứng luôn, đúng rồi, hay lắm. Dù Béo hay lắm bạn ơi, đừng có ăn vào đây, đúng rồi, hay quá. Ôi trời ơi, Ngộ Khỉ tới đây. Yeah. Đầu xanh nó chạy mất rồi. Chạy thối làm gì đâu căng, thôi xong đời. Bay vào mình một cái là cái thôi xong đời luôn đấy. Úi giời ơi. Này thì đi à. Anh ơi, anh gì. Chưa kịp làm gì đấy. Mới gọi tên anh trong đêm, thế mà anh chạy luôn. Chẳng để nói với em một câu em đây cứ chờ. Gọi nó nhẹ một cái thôi muốn chạy quéo cung cô luôn, không có cơ hội mà quay lại nhìn mặt mình luôn đấy. Em về chứ em có làm sao đâu nhở, em về chứ em có gì đâu. Em về quá. Giết nó không cho nó để chứng. Quất nó. Đâu đi thì các bạn đã bị trói rồi. Nè, hai gậy là hai kill. Này thì ăn quái của anh Hảo lúc nãy này, láo tét là một gậy vào đầu liền. Rồi hay lắm, mình đang chặn đầu Ngộ Không, các bạn cố lên. Anh ơi, anh cố lên, anh xong đời, cố lên để em cho, em sờ mông phát nè. Ôi trời ơi, em KS nhưng mà không xong là thế nào. Bạn ơi, bạn cho mình KS vài mạng đi, tí nữa mình hứa phải đảm bảo luôn. Cỡ như vị tướng là điêu thuyền là mình gậy một gậy thôi là em ấy teo luôn, em teo cua luôn ấy nha. Anh ơi, anh cứ nhường cho em một vài mạng đi nha. Chỉ cần mình ăn khoảng cỡ 20 không thôi là đảm bảo nó cứ một gậy một mạng, sành lắm. Một khi nó xanh lên rồi thì cũng về như con dê luôn. Đấy, nếu như mà muốn mình xanh thì cứ nhường mạng cho mình. Đấy, ăn được 20 mạng thôi, không cần nhiều đâu, rất là ít nhá. Chỉ cần 20 mạng thôi là đảm bảo về dương. Thì hôm nay thì mình cũng có nói ở clip trước, đó là mình giảm clip 4 clip xuống còn 3 clip. Thì mình thấy một số bạn cũng gọi là phản hồi, mình thấy cũng khá là tích cực luôn. Ui dồi ôi, đập đầu nè. Mấy bạn ơi, tới đây cơ mà. Không ai thấy mình hết trơn, đúng là bét dây rồi. Ui giời ơi, cướp con bụi. Không chịu đâu, cái ông xong đời, cái ông quốc em béo cua rồi. Trời đất ơi. Không phải đấy là mình tính rồi đó. Mình tính là mình chạy ra xong rồi mình đập một đập, đúng không? Mình đập một đập, mình trừng trị được cái con bùi xanh. Đó. Xong rồi mình sẽ nhảy qua bên kia bức tường, xong mình sẽ tàng hình biến mất. Trời ơi, mấy kịch bản đẹp như trong mơ luôn. Đây là cả tam bạn nó ngu người luôn. Xong nó ưu chế, nó chửi mình quá trời luôn, nó chắc tổng nó chửi mình luôn. Đó, xong mình sướng mình cười. Đấy là cái gì mà mình đang tính toán trong đầu đấy. Trời ơi, thế méo nào cuối cùng chạy ra nó đập cho 4 thằng, nó đập không biết đường mà về luôn. Nó đập cho quéo con cua luôn. Này thì đập quéo con cua này. Thôi, sai rồi nhá. Rồi em tính sai một ly là em đi một dặm liền. Bây giờ em phế luôn rồi nè. Đập cái con quái gần trước này má. Tại sao mày cứ giật với thằng Ngũ Khí này, mày bị điên hay gì? Mày bị ngao đá hả? Ê, cái giật. Trời đất ơi, mình có đủ tầm đánh con quái kia nó cứ giật. Đập thì đập đại một con đi, đâu xe nó cứ đập. Nó cứ giật như thằng như cái kiểu giật kính phong ấy. cày rồi chứ. Nãy chết tức rồi đó. Bực mình rồi nhá. Một khi máu hỏi bố cháu là ai nhá. Một khi mà đã phê đừng hỏi ai rồi dám được dây vào em nhá. Chết véo cô luôn. Thực là bực mình quá đi, đúng không các bạn? Không sao, người ta gọi là dục tốc bất đạt đấy, đạt nhiều là dụng chứng. Mình tính thôi, căn trạng gì quá cướp bùi xanh nó nữa cho mọi người xem này. Bùi xanh nó kìa, ui đồng thế mẹ, ui, nó kéo một bầy một đàn vào. Thôi mẹ bây giờ mà lấy ít mà đánh nhiều giống như là trứng trọi đá. Thôi em đi về, đúng không anh chú béo nhờ? Đấy, bình tĩnh, hiện tại ta mình cũng rất là xanh, không có cái gì phải lo cả. Vâng, một trận đấu mà lên rank kim cương, từ bạch kim lên kim cương, nó lại cứ dê này thì làm sao chịu nổi. Sướng nhá, về như con dê luôn đấy. Quýnh nó đi, tem mình không có tanh đâu đấy. Nếu mà đánh nhanh thắng nhanh thì được. Nếu mà tem mình kiểu như là chày cối lâu la mất thời gian thì có khả năng cuối trận rất là khó luôn. Tại vì bên kia cũng có ngộ không mà, chứ có phải là mỗi mình có ngộ không đâu. Đấy em phê ấy, thì anh thôi quéo con cua rồi. Thấy ngộ không bên kia đặt cái tên là mình cứ buồn cười. Các bạn đúng không? Này thì xảo này. Ui ôi mẹ. Thế mà rột, ui hay quá. Dù béo hay quá bạn ơi. Đi qua ông mặt trời bạn ơi. Rồi đi thuyền tên bên kia còn tí máu. Mình quyết định lao vào, làm thịt luôn. Thôi, ôi trời ơi, sướng quá được một kill rồi, chạy đi. Thôi xong rồi. Hấp riêng được điêu thuyền thì mình cũng không còn răng mắn cháo luôn. Úi giời ơi, quýnh nữa. Đúng là xong đời thật luôn, bay vào đó là hơi sai nhưng mà không sao, 1 đối 1. Nói chung là một cái pha mà lao vào gọi là có chủ ý gọi là hấp điêu thuyền cho mình phê quá. Thôi xong đời rồi. Không phải kêu là bạn ấy phải đặt tên là thôi xong đời rồi nữa đằng sau nữa ha. Chắc là dài quá sợ bạn ấy ghi không đủ ấy. Thôi xong đời rồi. Gặp phê quá làm sao mà chịu nổi. Thứ nào chịu nổi đó mà chẳng xong đời. Đêm 7 ngày qua đó, nó quất ra quất vào. Ôi trời ơi, mới ra cái là bắt đút vào, quéo con cua liền. Làm sao có thể đủ sức gọi là chịu nổi em được bây giờ. Ôi trời ơi mới vào em về quá. Kimochi, Hitachi, Hayate, Mayoto, Yotora, quá trời, Shizuki, Honda, vãi cả lều luôn. Rất là xong đời luôn, quéo con cua luôn. Chắc mẹ của mình về lên về vì tướng Ngộ Không thì mình thấy nó cũng quá là bình thường. Ui dồi mẹ chứ nó. Làm gì mà ép nhau quá vậy? Mấy anh với chị bên kia làm gì ép nhau quá vậy? Các bạn chơi vị tướng Ngộ Không này cứ đè còn máu yếu mà hấp riêng mình nhá. Ví dụ như trong trường hợp này mình đã thấy vị tướng gọi là teo nát tay mình kia là mục tiêu này, điêu thuyền cũng là mục tiêu này. Nhưng mà nó đông như này làm sao mà mình bao vào đây? Mẹ bay vào đập một cái, khi đu nó ulti một cái tay mình kia nó lại quýnh cho thì 4 đánh 1 không chột thì cũng què. Ê Ngộ Không kìa. Đây có hàng đây rồi. Con hàng đây rồi, tàng hình rồi, Ngộ Không cho bạn nó bay vào đúng quá trời quýnh nhau luôn. Nhưng mà cái kết thì mình không ăn được bạn đấy. Hơi đen các bạn ạ. Tiếp theo là một cái sự gọi là hỗ trợ đến từ vị tướng Ngộ Không mà anh Du Béo anh éo nhược mạng, nó biết cay ấy. Úi giời ơi, em xin cái trụ thôi mà. Đi đu bên kia thì cứ thế. Đấy, thấy mình cái là bạn ấy cứ gọi là bắn. Em phê quá trời phê luôn, bắn cái gì? Em phê một cái là em dê anh luôn bây giờ đây này chứ ở đâu mà bắn hả? Tích bắn không? Cố nạn biến thái. Tem mình thấy hai tem nói chung là chưa nói trước được điều gì nhưng mà tem mình đang có lợi thế hơn nhá. Nhưng mà không sao, đến cuối trận thì cỡ như điêu thuyền với cả teo anat thì cơ mà một hít thôi, không cần phải nói nhiều, đúng ai gậy là teo hàng liền. Bây giờ mình sẽ xảy ra ăn được con bùi xanh cái đá. Trận này đây mình hay quá, đâm ra mình cũng không cần thể hiện nhiều các bạn ạ. Nhiều trận đánh cứ vừa phải thôi, không cần phải cố gắng hết sức vẫn có thể thắng thành công dễ dàng. Đậu xanh có nhiều trận mẹ gồng mình lòi mồm ra, định mệnh gánh tem lòi mắt ra mà vẫn không thể gánh được tem. Thế nó mới khổ các bạn ạ. Khó lắm. Chết mày nè. Thì mình thấy các bạn cũng bình luận rất là nhiều. Đấy, các bạn cũng like cũng như là chia sẻ những cái clip của mình. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, nếu như mà mình không có ý định làm, nói chung là một ngày mình up 4 clip ấy là bây giờ mình không thể làm được việc khác. Nhưng mà mình đang có ý định quay thêm những clip đời sống cho các bạn xem. Nếu như mà mình ngày nào mà mình quay clip đời sống thì có thể mình sẽ up ít hơn. Còn nếu mà mình nào không kịp ấy, còn nếu mà mình vẫn có thời gian thì mình vẫn đủ thời gian để làm clip đời sống cho các bạn xem thì có thể vẫn như vậy. Đấy thì hiện tại thì mình đang có kênh Anhhao Vlog cũng hơn 100k sub. Các bạn nào chưa đăng ký kênh đó thì qua đăng ký kênh giúp mình với nhá. Ui ôi, hàng về điêu thuyền ơi, anh đến với em đây. Em về quá là chạy đi. Đông quá. Này thì na cà rốt này. do thì mình nó cứ mạnh mẽ các bạn ạ. Anh ấy này chả yếu đuối tí nào hết trơn ấy. Đây 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 đây, đang rình ở đây. Đằng sau đang có vị tướng Tao Nát đang hỗ trợ vị tướng Gindu. Mình bay ra đập Gindu. Vâng, một gậy vào đầu rồi. Con chim đang bay theo Gindu kìa. Gindu được ăn chim thoải mái luôn, mòi mồm luôn. Đây, phê cho anh. Phê cho anh. Ui dồi ôi, Tao Nát kìa. Anh tới đây, hãy xem tôi đây. Mẹ nó tốc biến cái váy trên trường à. Mẹ bay vào một cái nó tốc biến luôn. Đây là team mèo nào. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái Vũ Hung Tàn nhá. Vũ Hung Tàn xong rồi mình sẽ lên cho nó Giáp Hung Mạnh luôn. Đó, chỉ cần vậy thôi các bạn, đập con nào là thốn con đó nhá. Nhất là những vị tướng máu yếu như là Teo Nát hoặc là vị tướng là Điêu Thuyền ấy. Đó là đập phát là phê luôn. Đấy, sướng như con cá nướng liền. Nếu mà mình đoán không lầm thì ai một cái nè, một cái vào đầu nè. Bên kia cũng không có tanh nha các bạn. Có mỗi Gindu. Đấy, nhưng mà bạn ấy lên phép nữa thì cũng bằng không luôn. Hai tem hiện tại đều không có vị tướng tanh nào hết trơn. Rồi, tiếp tục mình bay vào. Hư nè, Gindu nè. Trời ơi, Tao Nát ơi, anh tới đây. Ui giời, mẹ nó bay vào như một vị thần luôn. Cuối cùng trái được cái miếng gì vào mồm. Thế là cuối cùng chạy ra hết nửa cái máu. Hơi đen các bạn ạ. Vâng, như vậy là trận cuối của mình lên Kim Cương đã hoàn thành xuất sắc. Và phần thắng nghiêng về đội sân. Tại mình kia chết hết 5 người rồi làm gì mà thắng được. Chết nè. Hư nè. Win, victory win. Đấy. Thì nói chung là khi nào kiểu như là mình có ý tưởng hay là mình có ý định đi quay clip cái này cái kia hay là ăn uống cái gì đó ấy, thì mình mới làm thôi. Thì lúc đó thì mình sẽ hơi bận. Đấy, nếu mà không có thời gian thì mình vẫn sẽ up clip 3 clip bình thường. Các bạn hiểu không? Còn nếu mà mình rảnh thì mình vẫn cứ up 4 clip bình thường. Xong rồi thời gian mình sẽ làm clip thêm về vlog đời sống cho các bạn xem. Đó thì nếu các bạn nào mà chưa đăng ký kênh giúp mình ấy thì đăng ký kênh giúp mình với nha. Đó là kênh Anh Hảo Vlog. Mình sẽ để ghim dưới phần bình luận cũng như là mô tả thì lúc nào cũng có rồi đấy, ghim dưới phần bình luận này. Rồi kênh Anh Hảo Live cũng là Liên Quân này. Đó, hiện tại thì mình đang có 2 kênh Liên Quân, một kênh Vlog và một kênh BBG. Kênh BBG thì mình rất là ít lượt xem, nó ra mình không có ý định làm thêm nữa, hơi chán. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Mình sẽ ghim dưới phần bình luận đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Mình đã lên được Kim Cương rồi nè.